Hồi nãy về sớm rồi đứa ghen ở núi vậy hả? Kêu à. Thôi hẹn đi về kiếm tiền. Kêu hẹn mấy đứa em tách đi, chờ chị bạn kiếm tiền rồi. Tụ họp nữa. Nó đang mà mỗi đứa mỗi hướng. Cái tụ hợp là cũng được thôi, cũng đâu có sao, cũng của Quảng Nam hết rồi. Chủ yếu là mình muốn đi rồi không. Tết đang nghỉ mái nhà rồi. Thì đào không được.